chia tay đòi quà, đại gia Việt kiều dọa công khai ảnh nóng. Sau khi chia tay, Tuấn liên tục đe dọa, ép buộc người yêu cũ đưa số tiền 900 triệu đồng, nếu không sẽ tung ảnh nóng lên mạng xã hội ngày 6 tháng 12. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Thanh Tuấn, sinh năm 1975, quốc tịch Đức, tạm trú tại phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Bước đầu điều tra xác định Tuấn và chị N.T.U, 25 tuổi ngụ thành phố Biên Hòa, có quan hệ yêu đương từ năm 2016. Thời gian mạng nồng, Tuấn đang ở Đức và nhiều lần dụ người yêu chụp ảnh nóng gửi qua mạng xã hội. Tuấn đã lưu lại các hình ảnh này vào máy điện thoại. Đến năm 2020, cả hai chia tay. Từ đó, Tuấn liên tục đe dọa, ép buộc chị U phải đưa số tiền 900 triệu đồng mà Tuấn đã cho trước đó, nếu không sẽ tung ảnh nóng lên mạng xã hội. Sau nhiều lần thương lượng, Tuấn giảm số tiền xuống còn 600 triệu đồng, buộc chị U phải đưa trước 200 triệu đồng. Đến chiều mùng 5 tháng 12, khi Tuấn đang nhận 200 triệu đồng tại một quán cà phê ở phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa thì công an ập tới.